Ngày 8 tháng 10 tại đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, báo Doanh nhân Sài Gòn và công ty đường sách thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai mạc tuần lễ doanh nhân và sách năm 2020. Với chủ đề là đô thị thông minh, triển lãm doanh nhân và sách năm 2020 có khoảng 20 đơn vị xuất bản, công ty phát hành sách và các nhà sách tham gia trưng bày với trên 2.000 đầu sách về kinh tế, quản trị, kỹ năng và gần 500 tựa sách về đô thị thông minh. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 2004, 13 tháng 10 2020 và hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích văn hóa đọc trong người dân, nhất là trong đội ngũ doanh nhân tích cực viết và học tập suốt đời, góp phần nâng cao năng lực quản trị và cạnh tranh của doanh nghiệp. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10.